Suốt vài ngày qua, ồn ào giữa Hoa hậu Thu Hoài và Vi Oanh một lần nữa trở thành đề tài nóng được cư dân mạng bàn tán. Nữ doanh nhân đã bốc phốt Vi Oanh hết giá các C, đi diễn quên lời còn kéo theo vũ đoàn rồi đòi 50 triệu đồng. Ngay sau đó, Vi Oanh cũng tung hàng loạt tin nhắn tố Thu Hoài nói dối. Thế nhưng, một số người nghi ngờ nữ ca sĩ làm giả tin nhắn, còn lôi cả ồn ào Photoshop hình từ thiện gia để cà khịa dù khán giả lập tức minh oan khẳng định giọng ca đồng xanh không chỉnh sửa ảnh tin nhắn cũng như sao kê từ thiện nhưng vẫn có không ít ý kiến liên tục chỉ trích vi oanh ngay lập tức vi oanh đã chia sẻ với chúng tôi đoạn clip ghi lại toàn bộ đoạn tin nhắn với thu hoài để chứng minh tin nhắn là thật vi oanh đã nhấn hẳn vào profile của chính chủ thu hoài có tích xanh và kéo đến livestream của hoa bậu thu hoài nestiren hiện đang chờ hoa hậu thu hoài có phát ngôn chính thức trước thông tin này Clip. Vi Oanh tung bằng chứng khẳng định tin nhắn của Thu Hoài là thật. Trước đó, một netizen nghi ngờ khi Vi Oanh tung bằng chứng giả nhằm phản bác Hoa hậu Thu Hoài. Clip, Hoa hậu Thu Hoài từng khẳng định Vi Oanh yêu sách, đòi các xe cao. Vi Oanh đã tung ra bằng chứng tố Hoa hậu Thu Hoài nói rối, khẳng định những gì nàng hậu chia sẻ trên sóng livestream là không đúng sự thật. Vi Oanh liên tiếp bị gọi tên trong những ồn ào suốt một tháng gần đây. Netiren đang đợi động thái tiếp theo từ Hoa hậu Thu Hoài. Ảnh, clip, sưu tầm, Facebook nhân vật.